Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, ngày 8 tháng 7 năm 2022. Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, ngày 8 tháng 7 năm 2022. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu chúng ta nhìn lên thánh tâm Chúa Giêsu, trái tim bị đâm, máu và nước tuôn trào, và khẩn nài lòng thương xót Chúa cho những tội nhân được ơn sám hối quay trở về, nhất là những người bỏ xưng tội rước lễ nhiều năm tháng, những người dính vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục và những đam mê bất chính khác. Xin Chúa cho họ được ơn sám hối quay trở về với lòng thương xót. Chúa nói lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho kẻ tội lỗi được ơn quay trở lại. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 14 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong sách Hosea chương 14 câu 2 đến câu 10. Bài trích sách ngôn sứ Hosea, Đức Chúa phán như sau: Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã, hãy trở về với Đức Chúa mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với người, xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen, chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ. Chúng con sẽ không cầu cứu với Assur, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra. Vì chỉ ở nơi Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. Với Israel, ta sẽ như làn sương mai, làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn ly băng. Họ sẽ đâm chồi nảy lộc, sum suê tựa ô liu tươi tốt, tỏa hương thơm ngát như rừng ly băng. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng, tựa vườn nho chúng sẽ sinh sôi nảy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu ly băng. Ephraim còn liên hệ gì với các ngẫu tượng? Còn ta đã nhận lời và đoái nhìn đến nó. Ta như một cây trắc bá xanh tươi, chính nhờ ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này, đủ thông minh để biết được điều ấy? Quả thật, đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Xin cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Xin cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thao rây nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trăng, đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần nhan thanh, đừng cất khói lòng con thần khi thanh của Ngài. Xin cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quang đại đỡ nâng con. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Xin cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Hallelujah, hallelujah. Khi nào thần khi sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 10 câu 16 đến câu 23. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đường và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh em sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đọc tiếp sách ngôn sứ Hosea. Ta lại nghe thấy lòng thương xót của Chúa vang vọng. Lòng thương xót của Chúa vang vọng khi mà Chúa phán: Hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Chúa nói gieo cái gì thì gặt cái đó. Ta đã gieo điều ác thì ta phải gặt lấy cái hậu quả của cái sự ác đó. Việt Nam mình có câu là ngậm máu phun người. Khi ta ngậm máu ta phun người thì trước tiên là cái miệng mình dơ trước đã. Khi ta đi nói xấu người khác, chưa cần biết người đó có xấu hay không xấu, nhưng mà việc ta nói điều xấu của người khác về người khác thì chính ta cũng đã xấu rồi. Cho nên có nhiều người khi gặp tôi hay nói xấu cha này rồi tu sĩ nọ, ông thầy kia hay là người này người kia. Tôi nói họ nói xấu người khác, cha khác trước mặt mình,
Rồi khi gặp người khác, họ cũng sẽ lại nói xấu mình trước mặt người khác thôi. Cho nên tôi không bao giờ muốn nghe những chuyện đó. Thôi, chúng ta nói về công việc, không nói về con người. Vì con người ta thường gặp ai là họ hay sổ ra. Khi tôi tức anh, tôi để trong lòng, không chịu được. Gặp chị là tôi phải nói, khi mà hỏi về anh, cái phản ứng đầu tiên của tôi là nói xấu về anh đó trước. Sao? Chị thấy sao về anh ta? Ôi, cái thằng đó mà trổ ra một chàng. Thì những cái mà người ta nói, nó không còn khách quan nữa, mà nó là cái cảm xúc, cái cảm tình. Yêu thì nên tốt, mà ghét thì nên xấu. Ta dễ bị cái cảm xúc, cảm tình của mình nó chi phối, làm cho mình không còn lý trí đủ nữa. Mà Chúa nói phải khôn ngoan như con rắn. Cái lý trí của mình phải được sử dụng. Đừng để cho cảm xúc, cảm tính nó lấn át cái lý trí. Dĩ nhiên con người ai không có cảm xúc, Chúa dựng nên mà, cảm nghĩ. Nhưng cái đầu tiên ấy, cái đầu tiên đó, nó chỉ là bước khởi đầu. Đi tiếp theo phải là lý trí, sự khôn ngoan của con rắn. Đơn sơ như bồ câu, cảm xúc, cảm tính. Đơn sơ hồn nhiên, nhưng mà không đơn sơ hồn nhiên đến mức độ mà ngô nghê, ngốc nghếch, khờ khạo. Đơn sơ hồn nhiên nhưng mà không có khờ khạo. Cái đó nó đơn sơ lắm, mà ngố quá. Cái đơn sơ đó không phải là đơn sơ mà Chúa mời gọi chúng ta, những con cái mà Thầy sai các con đi như con chiên ở giữa bầy sói. Giữa bầy sói thì phải có sự khôn ngoan để tự bảo vệ mình và giúp đỡ người khác. Chứ phải khờ khờ đâm đầu vào chỗ chết, chẳng được ích lợi, chẳng cứu nổi ai, còn làm phiền cho người khác nữa. Có những người cái sự khờ khạo của họ, cái miệng của họ nói thật quá, linh tinh quá, nói không những là hại cho họ, còn hại cho những người khác nữa. Bởi cái miệng mình nói, bảo nó đơn sơ. Đơn sơ gì? Khờ thì có, chứ đơn sơ cái gì? Nó phải biết là mình, lời mình nói ra có hại cho người khác nữa chứ, có hậu quả như thế nào chứ. Phải suy nghĩ cho kỹ coi, trước khi nói, cái hậu quả cái lời nói đó như thế nào. Khi tôi nói như vậy, có làm tổn thương người khác hay không? Cứ mà tao thích nói thì tao nói à? Đâu phải được như vậy. Không phải cứ thích nói là nói. Vậy thì lời Chúa nói với mình là khôn ngoan như con rắn, mình để đâu? Nếu phải cứ đơn sơ như bồ câu, cứ ào ào, thích thì nói, ngứa miệng thì nói, miệng đáp tao nói. Không được phép như thế. Phải cân nhắc coi cái lời tôi nói đó nó có ảnh hưởng đến ai không, có gây hậu quả như thế nào không. Lời đó có đem lại bình an cho người ta, có đem lại niềm vui cho người ta không? Hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Kinh Thánh nói là lời nói của mình phải đem lại sự bình an, an vui cho người. Vì thế mà vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Vì ngươi gieo tiếng ác cho ngươi mới vấp ngã. Mà có những người suốt ngày đi gieo tiếng ác, gieo tiếng xấu thôi. Thì đừng trách gì họ nhận cái hậu quả của những cái việc mà họ gieo tiếng ác, tiếng xấu đó. Lòng họ đã bất an rồi. Cái điều đầu tiên là khi mà tôi nói xấu ai thì lòng tôi cũng đã không còn bình an nữa, có đúng không? Tại vì anh chị em nghĩ thôi, khi mình nói xấu người khác, tự nhiên máu mình nó bốc lên, phải không? Còn khi mình nói tốt, tự nhiên lòng mình nó thanh thản, nó bình an. Ồ, anh đó nó tốt lắm, nó được lắm, nó có lòng lắm. Tuy nhiên mình nói cái tốt về người ta, cái lòng mình cũng nhẹ đi. Cái lời nói của mình nó cũng thanh thản. Còn mình nói xấu người khác coi, cái ông cha đó, cái ông đó, tu ta cái gì. Cái tông mình cũng lên, mặt mình cũng sừng cổ lên, người mình cũng nóng lên như là Chúa giận ấy. Cho nên Chúa nói, tội ác của ngươi mà ngươi vấp ngã, vậy thì hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện.
trở về với Đức Chúa mang theo lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện như thế này, thưa anh chị em. Lời cầu nguyện đó là: xin thứ tha mọi gian ác. Điều đầu tiên là xin Chúa thứ tha mọi gian ác. Thứ tha tội lỗi, không có chữa lỗi nữa. Quay trở về với Chúa để thú nhận tội lỗi, chứ không có quay về với Chúa để mà chữa lỗi, để mà chạy tội như thế gian. Mình đổ lỗi cho người khác thì dễ, mà nhận lỗi mình thì khó. Có phải không? Phải không? Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen. Chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ. Nhận tấm lòng của con dâng lên Chúa là lễ vật thay thế cho bò tơ, thay thế cho chiên béo. Chúa nói ta không cần những lễ vật, ta cần tấm lòng thống hối khiêm cung của con. Ta vui nhận tấm lòng thống hối khiêm cung, chứ không có vui nhận những của lễ dâng lên cho nhiều và cho to và cho lớn vào, mà lòng thì chất chứa sự cao ngạo, hãnh diện vì tôi dâng của lễ này, tôi dâng của lễ nọ, tôi dâng của lễ kia. Chúa nói ta không cần. Rước sách lễ bái linh đình kèn trống ầm ĩ lên để khỏa lấp tội lỗi của ngươi ư? Không được phép như thế đâu. Lòng thương xót của ngươi để đâu, khi chung quanh ngươi còn biết bao nhiêu người nghèo khổ mà ngươi không xót thương, mà cứ thích dâng của lễ lên cho ta linh đình để làm cái gì? Ta không cần cái đó không có vinh danh ta. Người ta không thấy lấy thế mà làm vinh danh, mà người ta thấy rằng ngươi xót thương những anh chị em của ngươi, người ta mới thấy à, đạo đây là đạo của yêu thương. Bao nhiêu người còn đang khổ, bao nhiêu người còn đang đói, bao nhiêu người còn cơ cực, mà ngươi cứ thích lễ bái linh đình tốn kém để làm cái gì? Ta không nhận những cái của lễ đó, mà ta nhận lòng thống hối khiêm nhượng, lạy Chúa xin thương xót chúng con vì chúng con là kẻ tội lỗi. Xin cho con biết đón nhận lòng thương xót của Chúa để con biết xót thương anh em của con. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Không phải lễ bái linh đình của lễ cho to, cho đẹp, cho lộng lẫy, cho hoành tráng vào. Làm cái gì? Để khỏa lấp tội lỗi của ngươi, đừng có mơ. Không phải tôi đi làm điều ác, làm điều gian để tôi có lợi. Tôi lấy cái lợi đó tôi chia cho nhà thờ, tôi chia cho nhà dòng, tôi chia cho này chúa kia để tôi làm ân nhân rồi tôi khỏa lấp tội lỗi của tôi. Không có đâu. Gian tham, siết nợ của người khác, rồi đi cho vay lãi cắt cổ, rồi bóc lột công nhân, rồi mình trở thành đại gia, rồi mình đem cái của lễ đó mình dâng cho nhà dòng, dâng cho nhà thờ để lấy ân nhân. Như vậy mà đẹp lòng Chúa à? Không có đâu. Có thể che mắt được thế gian, ồ ông ấy tốt lắm, họ gia đình nó tốt lắm, che mắt thế gian chứ không che mắt được Chúa đâu. Chúng con không kêu cầu với át xua, sẽ không cậy nhờ chiến mã, cũng chẳng gọi thần những sản phẩm tay chúng con làm ra. Không cậy nhờ người thế gian, không cậy nhờ chiến mã, và cũng không gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra. Nặn lên những bụt, nặn lên những tượng, nặn lên những thần rồi tôn làm thần. Thần tiền, thần danh vọng, thần quyền lực, thần chức tước. Đó là sản phẩm tay con người làm ra, không phải là Thiên Chúa. Quay về với Chúa. Chúa nói với thánh nữ Faustina và cũng nói với mỗi một người chúng ta là đừng cậy dựa vào thế gian, đừng cậy nhờ vào quyền lực của con người, đừng tìm an ủi nâng đỡ nơi người thế gian. Không cần. Phải cậy dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi, tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa mà thôi. Dám không? Khó. Khó vì thế gian nó trước mắt mình nhìn thấy được, mình sờ được, mình cầm được. Còn một Thiên Chúa vô hình, quyền năng lòng thương xót Chúa bao trùm hết tất cả.
Mà con người ta thì dễ chạy theo những cái mà hữu hình, cái thấy trước mắt, chạy theo cái đó thôi. Chúa nói nếu ngươi thực sự tín thác vào ta như thế thì ta sẽ chữa cho chúng khỏi tội bất trung và sẽ yêu thương chúng hết tình. Lòng thương xót Chúa là như thế. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Không hề chấp tội, chữa chúng khỏi tội bất trung, yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng nữa, xóa sạch. Còn chúng ta, quan hệ có cái gì mất lòng, có gì không hài lòng, có cái gì không vừa lòng, nhớ mãi, phải không? Tao gì tao nhớ suốt đời nó. Nó đối với tao như thế mà. Chết tao cũng không quên. Jesus còn chết cũng không quên. Có đem theo để làm cái gì? Nên trước cửa Thánh Phêrô bảo bây giờ sao? Một là nhớ thì xuống dưới kia, còn quên thì vào trong này, tính sao? Dám thề là chết tao cũng không quên. Sao? Có nhớ hay quên? Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ hay quên? Quên đi thì vô. Còn cứ nhớ cái lỗi, cứ nhớ cái sai phạm, cứ nhớ cái gì người ta đã gây ra cho mình, tổn thương cho mình, thì cứ đứng đó mà chờ. Ra ngoài kia tắm rửa sạch đi, dội dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để quên hết tất cả những lỗi lầm của mình và lỗi lầm người khác xúc phạm đến mình đi. Rồi vào. Đi, đứng đó mãi. Đi. Mơ. Mà con người mình cứ nhớ hoài những cái chuyện đó. Chuyện nó xưa rồi, 5 năm, 10 năm rồi, vợ chồng với nhau ai chẳng có lúc mà cắn đắn nhau, chẳng có lúc mà nồi niêu đụng chạm, rồi cơm lành, cơm không lành, canh không ngọt. Mà tới bây giờ rồi, 25 rồi, 30 năm rồi, mà cứ giận hờn nhau, cứ giận nhau mà cứ ghim mãi trong lòng như thế. Sống với nhau như hai hòn đỏ sỏi nằm kề cận nhau mà không có một chút gì tương quan. Mình kêu cầu Chúa sao? Xin Chúa tha thứ cho mình. Chúa bảo tao đâu có gì ta không tha đâu. Mỗi cái là cơn giận của ta không còn đeo đuổi ngươi nữa, mà sao vẫn còn cơn giận của ngươi vẫn còn đeo đuổi ngươi hoài ấy kìa. Không được của chàng. Mỗi lần còn nhớ đến là còn điên lên đấy trời. Rồi mỗi lần ngồi mà ăn cơm là nhìn thấy mặt nhau là mình chỉ muốn mỗi người một niêu, chén ai người rửa, nhà ai người đó quét, phòng ai người đó lau. Vậy mà vẫn sống chung với nhau, có phải khổ không? Nhớ lại đi. Chúa là đấng đầy lòng thương xót. Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này, đủ thông minh để biết được điều ấy, quả thật đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Đường lối Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước. Đường lối của Chúa thẳng ngay. Trên con đường này, trên con đường lòng thương xót, thì người công chính hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Nhớ lấy. Người công chính, người cậy trông vào Chúa, người tin tưởng vào lòng thương xót Chúa thì cứ hiên ngang mà tiến bước. Còn kẻ gian ác, kẻ mà chống lại lòng thương xót Chúa, kẻ mà thọc gậy bánh xe, kẻ mà ném đá dấu tay, kẻ mà chống phá lại công cuộc lòng thương xót Chúa sẽ phải té nhào. Vậy thì hãy bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót là bước đi như con chiên giữa bầy sói, phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu. Nhớ, Chúa ban cho mình có lý trí, phải biết sử dụng lý trí. Có những người chẳng chịu suy nghĩ gì cả, cứ ngô nghê, ngốc nghếch, rồi cuối cùng làm hại mình và làm hại người khác. Đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cứ phải cứ lừa, cứ bừa đi mà đi. Phải ngồi có kế hoạch, phải có chương trình suy tính hết tất cả mọi sự. Chúa ban cho mình có đầu óc mà, phải sử dụng nó. Không phải cứ ỷ y vào Chúa rồi, trời sắp mưa rồi,
mà muốn đi thì phải mang cái gì? Mang dù, mang áo mưa chứ. Tại sao không mang dù, không mang áo mưa rồi cứ đi bừa đi, rồi mưa rồi bảo rồi phó thác cho Chúa sao được? Đúng không? Đúng không? Người ta báo thời tiết là sắp bão rồi, có đi biển nữa không? Cơn bão số 1 đổ ở Việt Nam sắp đổ rồi, có đi biển nữa không? Đi không? Ông này thì cứ đi, đi bảo con phó thác cho Chúa. Phó thác cho Chúa cái gì? Anh không phó thác cho Chúa mà thách thức Chúa chứ không phải là phó thác cho Chúa. Anh không biết lái xe, cứ lên chạy. Con được chạy được chạy sao vậy? Con phó thác cho Chúa. Phó gì? Thôi con lại bố đi lái thôi, con đi xuống con đi bộ chắc ăn. Phó thác cho Chúa gì? Phó thác cho ông thì có, phó thác cho Chúa nào? Khôn ngoan như con rắn chứ. Đơn sơ như bộ câu, tức là mình đường ngay chính, mình không có quanh co, hiểu không? Không có lật lựa, không có lắt léo, không có mưu mô tính toán, nhưng mà phải có kế hoạch, phải có chương trình, phải biết tính toán. Hai cái khác nhau. Một cái sự khôn ngoan của con cái Thiên Chúa, biết sử dụng lý trí của mình để nghĩ, để nói và làm những cái điều đúng, đem lại kết quả tốt. Khi mình đã làm hết tất cả rồi mới phó thác cho Chúa, lạy Chúa, những cái gì khả năng của con có thể làm được, chúng con đã làm rồi. Còn kết quả như thế nào xin dâng lên cho Chúa. Và Chúa đón nhận, Chúa ban thưởng. Chúa nói với thánh nữ Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa nên linh hồn tôi, ta ban thưởng không phải là bởi thành quả, mà là bởi những vất vả, những hy sinh và tình yêu con đặt vào đó khi con thực hiện công việc ấy. Khi anh em làm quán cà phê lòng thương xót Chúa, tôi nói anh em phải ngồi suy nghĩ tính toán đầy đủ, giấy tờ hợp pháp hợp lệ đàng hoàng, không có liều. Cái này họ cho phép đến đâu thì mình làm đến đó, mà làm theo đúng nguyên tắc, không ai bắt bẻ được mình cái gì hết. Và làm cũng phải biết tính, đừng để lỗ rồi mình lại phải lấy gì mà bù ra. Lời thì mình để làm việc bác ái, mình có một cái chủ trương rõ ràng như thế, có một đường lối chính xác như vậy. Mình không thể nói là thôi cứ kệ nó, họ đến rồi mình muốn làm sao mình làm, họ đến với lòng Thiên Chúa được rồi, pha cà phê sẵn được, đâu có được, pha cho đàng hoàng, có chất lượng đàng hoàng. Người ta bỏ đồng tiền ra thì phải xứng đáng với cái đồng tiền người ta bỏ ra, về mặt chất lượng phải đàng hoàng, phục vụ tận tình đàng hoàng. Chứ không có đừng nói lòng Thiên Chúa mà sao cũng được, kệ nó ngồi đâu ngồi, không có, mà người ta ngồi đàng hoàng chứ. Người ta phải được phục vụ đàng hoàng chứ, thấy không? Đi công tác bác gái như vậy, đi thì phải ngồi tính toán coi như thế nào. Tôi nói với chị phụ trách, chị không thể đi bừa bãi như thế được. Phải ngồi tính toán coi là bao nhiêu phần quà và phát như thế nào và trao như thế nào, như thế nào, như thế nào. Chứ không phải bừa bãi, như em muốn làm sao thì làm, theo cảm tính. Thì nãy thích làm cái này cho nó làm cái này, thích làm cái này cho nó làm cái kia. Không, đây không có thích hay không thích mà làm cho nó hợp lý, hợp tình. Anh nhiệm vụ này, chị nhiệm vụ nọ, cô nhiệm vụ chị kia. Tôi thích anh là chuyện khác, tôi thích chị là chuyện khác, nhưng mà chị không làm được thì tôi vẫn không giao cho chị. Chứ vậy tại sao giao cho nó? Tại nó hợp với con. Nó sống theo cảm tình quá. Thế sao lúc nào thấy mấy người đó vậy? Thì đó lúc nào nó phò, phò như chị Đại. Chị Đại nói sao cái nó nghe rồi chị Đại cho nó cái gì đó, nó thích thì nó đậm theo. Rồi nó có làm được không? Không làm được, không được thì vẫn không giao. Đừng có để mình hay bị cảm tình nó chi phối mình quá. Chị khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Tôi thích anh là một chuyện, nhưng mà anh có làm được việc đó không lại là chuyện khác. Tôi có giao cho anh không là do cái khả năng của anh, chứ không phải giao cho anh vì tôi thích anh. Phải vì mối quen biết, không mối quen biết gì hết. Mua hàng cũng vậy, mua hàng bác ái, không quen biết gì cả. Chỗ nào mà giá hợp lý thì mua. Chắc chắn chúng ta còn quen, quen nhưng mà coi giá có hợp lý hay không, hàng có chất lượng hay không, hai cái nó khác nhau. Nhớ nguyên tắc là tiền nào của nấy, không thể là rẻ một nửa được. Mì cái này 10.000 mà một gói này 5.000 một gói, nếm thử coi, ăn thử coi hai gói nó khác nhau chứ.
Nếu họ bán cho mình 5.000 một gói bằng cái tiền 10.000 một gói thì họ lời sao? Người bán không bao giờ là họ chịu lỗ cả. Hồi vốn là cùng. Có đúng không? Con nể cha lắm thì con lấy vốn thôi. Chả bao giờ chịu lỗ bao giờ. Không bao giờ. Anh lắc đầu quậy quậy. Không bao giờ, không bao giờ. Anh có chịu lỗ không? Cô ghê có chịu lỗ không? Cho nên là mình phải dùng cái lý trí của mình nói cho rõ ràng, chính xác. Không có chuyện mập mà, mập mờ thì thôi mà, thôi mà. Rõ ràng. Để mất lòng trước mà được lòng sau. Chứ đừng có cái gì cũng để cho cái tình cảm nó chi phối mình trong công việc. Người lãnh đạo mà người để cho tình cảm nó chi phối thì không lãnh đạo được. Phải có lý, có tình trong đó. Chúa Giêsu nói đơn sơ như rắn, bộ câu và khôn ngoan như con rắn, có lý và có tình. Lý không thì cứng ngắc, rắn thành rắn độc. Mà tình không thì chẳng làm được cái chuyện gì, cứ như bồ câu hoài cũng không xong. Vừa có sự khôn ngoan của con rắn và đơn sơ như bồ câu, lòng mình không hề mưu toan tính toán gì, đơn sơ như bồ câu. Tâm trí mình không hề có ý nghĩ độc hại, độc ác gì cả. Đó là đơn sơ như bồ câu. Nhưng Chúa ban cho cái lý trí phải biết suy nghĩ, lựa chọn, chín chắn, đắn đo, cầu nguyện, suy nghĩ, bàn bạc. Rồi cuối cùng mới phó thác hết tất cả cho Chúa, thành bại mọi sự trong tay Chúa, để thắng không kêu mà bại không nản. Hoàn toàn phó thác cho lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em lấy cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 9 đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Chúa vẫn yêu con.